Nếu như quý anh chị đang cần tìm một con xe 7 chỗ để gia đình rộng rãi, bền bỉ, tiết kiệm, vận hành êm ái, hàng Nhật Bản, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ và đặc biệt là chỉ việc xách xe ra dùng thôi thì không bận tâm đến vấn đề mà hỏng giặt nha. Thì hôm nay bên em vừa về một cặp Mitsubishi Outlander phân khúc MPV 7 chỗ với động cơ 2.0 cho ra công suất 145 mã, vận hành cực kỳ êm ái luôn. Đấy, và họ đi kèm là hộp số tự động CVT. Đấy, thì trước mắt quý anh chị đây là một con màu đen là đời 2019 và một con màu xám là đời 2018, thì trên nhau là khoảng 10 triệu. Thì quý anh chị cân nhắc chọn loại xe nha. Thì xe hai xe đi dùng là chỉ khoảng 5 vạn đến 6 vạn thôi quý anh chị. Thì em đi vào chi tiết con đầu tiên đời 2019 luôn nha. Đấy, có xe màu đen nè, liền lạc đồng màu từ trước ra sau nha. Vỏ là vỏ zin theo xe luôn nha quý anh chị. Vỏ pro sơn, mâm là mâm 18. Đấy, cực kỳ to bản, dễ dùng, dễ sử dụng. Đấy, tầng thứ 6 của nó 2019 nha. Phanh đĩa trước sau, phim cách nhiệt, ốp 8 cửa, dễ che mưa đầy đủ vô tư. Thì nói chung là các chi tiết cơ bản thôi. Về cái thương hiệu xe thì hàng Nhật là hàng Nhật, thì chú trọng tính thực dụng là cao. Đấy, nói về độ rộng rãi, đi tiết kiệm, không bận tâm về vấn đề mà khi mà sáng sớm xách xe ra sợ hỏng giặt hay gì này kia nha. Đấy, khoang hành lý hàng thứ 3 nè, rất là rộng rãi, thoải mái luôn, vô tư dùng. Được trang bị là phim cách nhiệt là 2 cool nha quý anh chị. Đấy, phim cách nhiệt này rất là ok nha. Cách tiêu UV bảo vệ da, giữ nhiệt trong xe rất là tốt nha. Tập ly tập lô thì còn mấy ken. Ghế là ghế da màu đen, rất là sáng xe, sạch sẽ luôn. Đấy, lót sàn sẵn, tràn nguyên zin. Hàng thứ 3 thì vô tư dùng, có cửa gió điều hòa đầy đủ luôn. Đấy, trên Outlander thì được trang bị cũng rất là nhiều hệ thống an toàn nha. Như là hỗ trợ phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử. Đấy, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, độ đèo đầy đủ luôn. Đấy, bảo dưỡng full lịch sử hãng luôn. Cruise control ga tự động rồi đầy đủ nha. Ô đô chuẩn 60.489 km nha anh chị. Xe là xe đời 2019. Đấy, lên sẵn luôn cái màn hình ZTS nè, nghe nhạc, xem phim, lướt web, đầm thoại gánh tay. Trẻ em trẻ nhỏ rất là thích luôn, vô tư dùng. Đấy, điều hòa tự động 2 dùng, định đổ startup, số tự động. Có cái nhược điểm nhỏ trên xe Mitsubishi Outlander này là cái phanh tay cực kỳ to bản luôn. Rất là nhiều khách hàng phàn nàn về vấn đề này nha quý anh chị. Đấy, trên Xpander hay Outlander đều rất là phàn nàn về vấn đề đó. Rồi, mình đi cùng đi sơ qua về xe màu bạc này là đời 2018. Thì giá bán là thấp hơn khoảng 10 triệu. Thì giá quý anh chị xem cân nhắc giữa hai con xe này, giá bên em đang chào bán là khoảng bao nhiêu. Đấy, tiết lộ cho quý anh chị luôn là khoảng 600 hơn. Đấy, có ngay một con xe 7 chỗ để gia đình rộng rãi, tiết kiệm, không bận tâm về vấn đề mà hỏng giặt nha. Cầm lùi, cầm miếng lùi đầy đủ. Xe này thì mang biển số là 60 Đồng Nai. Thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên toàn quốc. Quý anh chị yên tâm về hồ sơ pháp lý nha. Mua xe bên em thì cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay quý anh chị nha. Đấy, rõ ràng. Xe thì đi rất là tiết kiệm luôn. Đường ngoài đô thị thì khoảng 5.8 hoặc kết hợp là khoảng 7.2 và đường trong đô thị là 9.7 thôi. Động cơ 2.0 rất là tiết kiệm luôn. Đấy, ghế da màu đen nè, rất là sáng sạch sẽ nha. Lót sàn sẵn trần nguyên zin. Đấy, hàng thứ ba thì vô tư. Thì nói chung là hai con xe này chủ yếu là quý anh chị đúng với nhu cầu và mục đích sử dụng thôi. Đấy, giá thì bên em là chào bán theo giá thị trường, còn thương lượng còn hỗ trợ cho quý anh chị có thiện chí nha, nhanh tay chốt sớm, bảo dưỡng full lịch sử hãng nha. Đấy, bên em cam kết bằng những tờ nhân bản Odo chuẩn bảo dưỡng full lịch sử hãng đầy đủ luôn. Odo là 56.329 đối với xe đời 2018 nha. Đấy, đời 2018 mà ít dùng hơn là đời 2019 luôn nha quý anh chị. Màn hình zin theo xe, để nổ startup, điều hòa tự động 2 dùng. Thì nói chung là tùy vào mục đích nhu cầu của quý anh chị thôi. Đấy, Outlander thì rất là nhiều khách hàng hỏi em Đức ơi, khi nào xe về thì alo cho anh chị liền nha. Thì hôm nay em lên clip này, quý anh chị xem được xem con 2018 hay 2019 thì cứ alo cho trao đổi cho em thoải mái nha. Đấy, rồi nếu như quý anh chị có quan tâm vui lòng liên hệ cho em Đức nha. Số điện thoại có ghi trên trang, comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị, chọn ra cho mình một con xe phù hợp nhất, đúng với nhu cầu và mục đích sử dụng của mình nha. Rồi, bye bye quý anh chị nha.